dược lực, cơ chế tác động của thuốc như thế nào thì trong môn dược lực học các anh chị sẽ được hướng dẫn ha. Thuốc kết hợp với thụ thể ra sao và gây ra tác dụng như thế nào, kích hoạt những cái kênh gì đấy. Rồi như vậy thì ở chỗ này các anh chị phân biệt giùm cô ba pha ha. Sinh dược học là từ đâu đến đâu nè. Rồi dược động học thì gồm những quá trình nào nè. Và dược lực học thì xảy ra quá trình gì nè ha. Và biết được những pha đấy thì chúng ta mới có thể phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng. Chúng ta đã biết sinh khả dụng là mức độ và tốc độ hấp thu thuốc vào tuần hoàn chung. Và chúng ta biết là trước khi vào tuần hoàn chung thì nó phải trải qua những quá trình nào rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hấp thu đó. Các yếu tố này sẽ được chia làm hai nhóm chính. Thứ nhất là các yếu tố thuộc về dược học và nhóm thứ hai là các yếu tố thuộc về sinh học. Chúng ta đang học bào chế thì mình sẽ phân tích kỹ nhóm yếu tố dược học hơn ha. Nhưng mà nhóm yếu tố sinh học thì chúng ta cũng sẽ lướt sơ qua. Trong nhóm yếu tố dược học thì mình sẽ phân tích các đặc tính lý hóa của hoạt chất nè, sự tạo phức và hấp thu dược chất, rồi phân tích dạng thuốc cũng như kỹ thuật bào chế. Có nghĩa là sao? Cái yếu tố dược học thì mình sẽ kể đến thành phần trước nè, dược chất, tá dược ảnh hưởng sao nè. Rồi mình dùng cái dược chất đó trộn với những cái tá dược đó nó có bị tương kỵ hay không? Rồi dược chất đó vào nó có hấp thu được hay không? Đó là một thứ hai nè. Rồi. Và chúng ta có công thức rồi, mình sẽ dùng kỹ thuật nào để chúng ta bào chế ra, chúng ta chọn dạng thuốc nào cho phù hợp. Đó, ba mục của dược học ha. Trong phần đặc tính lý hóa, chúng ta sẽ lần lượt phân tích kích thước của tiểu phân, dạng kết tinh, hệ số phân bố dầu nước. Hệ số phân bố dầu nước ha. Hệ số phân bố dầu nước nè, trạng thái ion hóa nè, dạng hydrat hóa cũng như cấu trúc muối hoặc là cấu trúc ester thì nó ảnh hưởng như thế nào đến tính tan. Yếu tố dược học đầu tiên chúng ta sẽ phân tích là đặc tính lý hóa của hoạt chất. Với cái mục đầu tiên chúng ta sẽ xem là kích thước tiểu phân. Kích thước tiểu phân ảnh hưởng như thế nào? Thì các anh chị có thể nhìn thấy trên cái đồ thị này một cái ví dụ về kích thước tiểu phân. Đây là một cái ví dụ trên thực tế luôn ha. Hoạt chất Rhizopulvin sau khi dùng liều duy nhất, Rhizopulvin là chị nấm đó, và sau khi mà người ta sử dụng thì ghi nhận được đồ thị nồng độ thuốc trong máu như sau. Đồ thị A là khi chúng ta điều chế từ dạng bột siêu mịn của Rhizopulvin làm ra viên hàm lượng 500 mg. Rồi với hàm lượng 250 mg bột siêu mịn, chúng ta có đồ thị B. Đồ thị C là bột mịn hàm lượng 500 mg. Dĩ nhiên thì siêu mịn và mịn thì cái nào mịn hơn? Siêu mịn nó mịn hơn ha các anh chị. Hàm lượng thì hàm lượng của cái C và cái A này là hàm lượng giống nhau nè. Hàm lượng thuốc giống nhau. Vậy thì tại sao nồng độ thuốc trong máu nó lại khác nhau? Ở đây chúng ta thấy nó chỉ khác nhau về cỡ hạt thôi, thì chứng tỏ là cỡ hạt càng mịn thì nó sẽ hấp thu tốt. Vậy nếu như chúng ta đang sản xuất ổn định với nguyên liệu là bột mịn, cái giờ có người người ta tới người ta nói thôi dùng dạng siêu mịn đi, dạng siêu mịn nó có nhiều ưu điểm hơn, cái mình quyết định là cũng cái công thức đấy rồi chúng ta chuyển sang dạng siêu mịn thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề này, thuốc tăng hàm lượng lên gấp đôi, nồng độ thuốc trong máu tăng gấp đôi và nó vượt khỏi cái khoảng trị liệu và nó có thể gây ngộ độc ha. Do đó nếu như chúng ta đã học cái bài này, chúng ta biết là kích thước của tiểu phân nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề hấp thu. Nếu chúng ta quyết định dùng bột siêu mịn thì các bạn thấy đây, bột siêu mịn nồng độ 250 mg thì nó sẽ tương đương với cái đường bột mịn 500 mg ban đầu. Chúng ta phải biết cân nhắc để chỉnh cái cỡ liều lại cho phù hợp ha. Đó là một cái ví dụ trên thực tế và nó sẽ liên quan mật thiết với cái phương trình này, phương trình tốc độ hòa tan. DM trên DT là tốc độ hòa tan ha. Tốc độ hòa tan này sẽ bằng D nhân A nhân với lại hiệu số CS trừ C chia cho H. Rồi D là cái gì? Chúng ta xem giải thích bên dưới ha.
D là hệ số khuếch tán thuốc vào dịch thể. A là diện tích tiếp xúc với dịch thể. H là bề dày của lớp khuếch tán. CS là nồng độ bão hòa của thuốc trong dịch thể. Và C là nồng độ thuốc trong dịch thể tại một thời điểm. Rồi bây giờ mình nhìn lên. D là hệ số khuếch tán thuốc vào dịch thể. Thì hệ số khuếch tán này nó sẽ phụ thuộc vào cái tính thân dầu, thân nước của bản thân cái chất đấy. Thì hôm sau chúng ta sẽ có bài phân tích về cái ý này kỹ hơn ha, có nghĩa là nó phụ thuộc vào bản chất của cái chất đó rồi. Còn A là diện tích tiếp xúc với dịch thể nè. Là diện tích tiếp xúc là sao? Ví dụ như chúng ta có một cái quả dưa hấu để trước mặt đi, thì diện tích tiếp xúc của quả dưa đó với không khí xung quanh chỉ là cái lớp vỏ thôi. Bây giờ chúng ta cắt đôi quả dưa đó ra, thì diện tích tiếp xúc bây giờ nó lại tăng lên, nó có thêm hai cái mặt cắt nữa. Chúng ta chẻ ra càng nhỏ thì diện tích tiếp xúc với môi trường xung quanh nó sẽ càng lớn. Chúng ta liên hệ vô bài này, nếu như nguyên liệu của chúng ta sử dụng, hoạt chất của chúng ta, kích thước tiểu phân của nó càng nhỏ thì diện tích tiếp xúc với dịch thể nó sẽ càng lớn, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta muốn tăng tốc độ hòa tan, tốc độ hòa tan là dm trên dt ha. Muốn tăng tốc độ hòa tan thì chúng ta sẽ tăng a, mà như chúng ta vừa phân tích đó, muốn tăng a thì chúng ta phải giảm kích thước của tiểu phân bằng cách là các anh chị nghiền nguyên liệu của mình mịn ra, hoặc là chúng ta chọn mua nguyên liệu mịn. Rồi. Tăng cái gì nữa đây? Tăng hiệu số CS trừ C. Thì CS trừ C là sao? CS là nồng độ bão hòa của thuốc trong dịch thể và C là nồng độ thuốc tại tại một thời điểm nào đó. Thì chúng ta hiểu như thế này. Giả sử như chúng ta có một cái ly nước, các anh chị múc một muỗng đường, các anh chị cho vô, các anh chị khuấy lên, thì mình thấy muỗng đường đó nó sẽ tan nhanh. Nhưng mà nếu như trước mặt các anh chị là một ly nước đường đã có đường, các anh chị múc một muỗng đường vô, các anh chị khuấy, thì cái muỗng đường đó nó sẽ tan chậm hơn so với lại cái ly nước trắng ban đầu. Lý do là sao? Ly nước trắng thì nồng độ ban đầu của nó là nó chưa hề có đường nên nồng độ ban đầu CCT này là bằng không, thì nồng độ bão hòa đó chúng ta trừ cho không này nó cao hơn. Còn nếu như trong ly nước của mình đã có đường thì CT này nó đã có một cái giá trị nhất định rồi, thì CS trừ cho cái CT đó nó sẽ bị thấp đi so với lại cái CS trừ cho không ha. Như vậy thì khi CT càng tiến gần CS, tốc độ hòa tan sẽ càng ngày càng giảm đi. Và các anh chị thấy rất là rõ cái điều này khi các anh chị pha nước mắm đường hay là chúng ta pha siro gì đó ha. Ban đầu cho đường có thể tan nhanh lắm, nhưng mà lúc sau cho là mình phải khuấy rất là kỹ nó mới tan được. Còn H là bề dày của lớp khuếch tán. Bề dày của lớp khuếch tán nghĩa là sao? Ví dụ như mình có cái ly nước, các anh chị bỏ một cái viên đường vô ha, nó không khuấy gì cả, thì viên đường nó sẽ từ từ nó tan ra xung quanh và nó tan rất là chậm. Lý do là sao? Là cái nước trắng ở bên ngoài nó không thể nào vô nó gặp cái đường đó được, tại vì xung quanh đường nó có một cái lớp dung dịch nước đường đậm đặc nó cản lại, thì cái lớp đó chúng ta gọi là lớp khuếch tán và bề dày của nó chúng ta gọi là H. Nếu cái lớp khuếch tán này càng dày thì cái chất tan ở bên trong càng khó tiếp cận với dung môi ở ngoài hơn. Chúng ta sẽ phá cái lớp này đi bằng cách là các anh chị khuấy lên, cái H này giảm thì cái tốc độ hòa tan nó sẽ được tăng lên. Phương trình này hôm sau chúng ta lại tiếp tục gặp ở chương 2 ha, nhưng mà tạm thời chúng ta giới thiệu cái phương trình này trước để các anh chị biết được là kích thước tiểu phân nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan đấy, và tốc độ hòa tan thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến tốc độ hấp thu. Rồi ngoài ra dạng kết tinh cũng ảnh hưởng, tại vì một chất nó có thể ở dạng kết tinh hoặc là ở dạng vô định hình. Dạng kết tinh hoặc dạng vô định hình có nghĩa là sao? Ví dụ như đường thì các anh chị thấy là nó có dạng kết tinh, đúng không? Còn nếu mà đường mà các anh chị xay ra thì nó mới thành dạng vô định hình. Chúng ta nhìn thấy là dạng kết tinh nó to hơn. Và cái liên kết của nó để tạo được cái kết tinh đó thì nó cũng phải tốn năng lượng nhiều hơn. Bây giờ các anh chị muốn hòa tan, các anh chị phải phá cái năng lượng đó ra. Thì khi chúng ta so sánh trong tương quan giữa hai dạng, dạng kết tinh và dạng vô định hình đó, người ta thấy rõ là ràng là dạng vô định hình nó sẽ tan được nhanh hơn so với dạng kết tinh ha, cái này chúng ta ghi nhớ lại. Còn khi người ta làm insulin kẽm á, để chích một liều mà nó có cái tác dụng kéo dài đó, thì người ta sẽ kết hợp
3 phần dạng vô định hình để vô tan liền và 7 phần dạng kết tinh để tan từ từ ra. Về tình trạng đa hình. Tình trạng đa hình đó là khi chúng ta xét một chất nó có kết tinh thì nó có nhiều dạng kết tinh khác nhau, nó có thể là kết tinh hình phiến hoặc là kết tinh hình hạt. Và những dạng kết tinh này nó cũng có độ tan và tốc độ tan khác nhau. Ví dụ như chloramphenicol dạng beta và dạng alpha, nó có hai dạng ha. Và khi người ta khảo sát đấy thì nồng độ của dạng beta trong máu nó cao gấp 10 lần so với dạng alpha. Tình trạng hydrat hóa cũng ảnh hưởng đến độ tan của hoạt chất. Hydrat hóa là dạng ngậm nước của hoạt chất, ví dụ như chúng ta có COSO4 ngậm 5 nước nè, ZnSO4 ngậm 7 nước nè, thì đó là những dạng kết tinh. Tại vì nó đã kết tinh, nó đã ngậm nước rồi, cho nên khi các anh chị cho vào nước nó sẽ bị tan chậm hơn so với dạng khang, là hầu như là dạng khang là nó đâu có nước, cho nên cho vào nước nó sẽ tan nhanh hơn so với dạng đã ngậm nước và dạng hydrat hóa ha. Hệ số phân bố dầu nước của mình, pKa có nghĩa là chất của chúng ta thân dầu nhiều hơn hay là thân nước nhiều hơn. Một chất thân dầu nó sẽ được hấp thu nhanh hơn so với lại một chất thân nước, nhưng mà tan thì một chất thân nước thì nó lại lại tan được tốt hơn. Nhưng mà màng tế bào của mình là màng thân dầu nên muốn hấp thu thì phải thân dầu. Vậy thì một chất mà vừa muốn tan nhanh mà vừa muốn hấp thu nhanh thì nó nên cân bằng giữa phần thân dầu với phần thân nước ha. Còn khả năng ion hóa nè, dạng ion hóa thì dễ tan trong nước, nhưng để hấp thu thì dạng ion hóa là một dạng không phù hợp để hấp thu, phải thân dầu mới hấp thu được. Còn hoạt chất của chúng ta nó có thể tồn tại ở dạng muối hoặc dạng ester. Dạng muối thì dễ tan nhưng khó hấp thu, dạng ester thì khó tan nhưng lại dễ hấp thu. Và tùy theo mục đích của chúng ta sẽ chọn được kích thước tiểu phân, dạng kết tinh hay dạng vô định hình, chọn loại kết tinh phù hợp, chọn dạng hoạt chất phù hợp cho cái dạng thuốc của mình ha. Ảnh hưởng tiếp theo là của sự tạo phức và hấp thu dược chất. Các tác nhân trong công thức bào chế trong môi trường sinh học có thể tạo phức hoặc là hấp phụ dược chất làm giảm quá trình hấp thu. Ví dụ như nếu như trong công thức của mình chúng ta có sử dụng những chất cao phân tử hoặc là những chất có tính hấp phụ mạnh, ví dụ như cao lanh, thì những chất đó nó có nguy cơ là nó bám hoạt chất, nó hấp phụ dược chất. Nói nôm na là hoạt chất bám lên trên những chất đó, và khi chúng ta uống cái thuốc đó vô thì những chất này nó sẽ chậm giải phóng hoạt chất, giống như là chậm giải ngân hổm rài vậy ha, bám vô rồi mà từ từ mới phóng thích ra vậy, nó làm chậm á. Thì người ta gọi những cái đó là những cái tương kỵ. Khi chúng ta thiết kế công thức thuốc thì bắt buộc các anh chị phải tìm hiểu về tính chất của nguyên liệu, chúng ta biết về lý lịch của nó, chúng ta mới có thể sử dụng nó một cách tốt nhất được. Coi coi chất A này phối hợp với chất B nó có tốt hơn hay không, hay là nó làm cho dạng thuốc của chúng ta trở nên xấu hơn. Ảnh hưởng của dạng bào chế và kỹ thuật bào chế. Ở trên hình thì các anh chị đang nhìn thấy một số dạng bào chế ha. Và từ trên xuống dưới là chúng ta đang nói về cái tốc độ hấp thu nhanh cho đến chậm. Dung dịch nước nè, vì hoạt chất đã hòa tan rồi nên chúng ta sử dụng là nó hấp thu liền. Hỗn dịch là hoạt chất của mình chưa tan nhưng đã được phân tán thành dạng hạt rất là mịn rồi, vào nó sẽ từ từ xảy ra quá trình hòa tan và hấp thu, cho nên nó sẽ chậm hơn dung dịch nhưng mà nó sẽ nhanh hơn so với những dạng thuốc rắn khác. Và trong cái dạng thuốc rắn thì viên nang các anh chị thấy nó chưa có bị nén lại nên nó sẽ tan nhanh hơn so với viên nén, là nó bị nén thành khối cứng. Rồi viên bao là ở bên ngoài nó lại có một cái lớp bao, nó phải phá cái lớp bao đó thì nó mới bắt đầu tan ra. Cho nên từ trên xuống dưới này chúng ta thấy cái tốc độ phóng thích hoạt chất nó sẽ chậm dần ha, và sinh khả dụng của nó cũng từ từ nó giảm xuống. Nhóm yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến sinh khả dụng là nhóm yếu tố sinh học. Thì trong nhóm này chúng ta có thể đề cập đến đường sử dụng, đường u sử dụng mà có sinh khả dụng 100%, nãy mình nói là đường tim tĩnh mạch đúng không? Còn nếu như các anh chị sử dụng đường uống thì nó sẽ bị những cái vấn đề ví dụ như là khó rã nè, hoặc là hoạt chất của mình không bền ở pH axit của dạ dày, hoặc là đã hấp thu rồi. Nếu mà các anh chị dùng đường uống á, thì hoạt chất của mình nó sẽ đi vào tĩnh mạch cửa, nó đi qua gan, mà qua gan một số chất nó sẽ bị chuyển hóa lần đầu rồi nó bị giảm hoạt tính ha. Nhược điểm của đường uống nó có rất là nhiều, cho nên
người ta mới nghĩ ra những cái đường sử dụng khác. Tuy nhiên đường uống nó được một cái ưu điểm là tiện dùng và nó bị ít bị